Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube về họ của mình. Sáng ngày 20 tháng 3 2021, phần thi trang phục áo tắm để trang giải Best in Swimsuit đã được diễn ra trên sân thượng của khách sạn Le Pour, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây được đánh giá là địa điểm ghi hình phần thi trang phục áo tắm đẹp và sang chảnh nhất trong 8 lần tổ chức của cuộc thi Miss Grand International. Trang phục áo tắm năm nay đã không vừa vặn với thân hình của một số thí sinh, khiến những sự cố đáng tiếc về trang phục đã diễn ra ngay trên sóng livestream. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua top 26 thí sinh có phần trình diện áo tắm xuất sắc nhất do chuyên trang World Beauty bình chọn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video cập nhật này của mình. Hy vọng các bạn sẽ nhấn like và subscribe kênh YouTube của mình để đón chờ những video mới nhất về các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam và trên thế giới nhé. Xin chào.